Nam Mô A Di Đà Phật, thành phố có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu ạ. Bố mẹ con cũng biết pháp môn niệm Phật này được hơn một năm, cũng đi gieo duyên niệm Phật hộ niệm được mấy lần và cũng đã ăn chay trường. Bố mẹ cũng thường xuyên cầm tu với nhóm ngày hai thời, nhưng bố con ngoài việc niệm Phật hai thời với nhóm xong thì hay đi nói chuyện phiếm với bạn bè gọi là tán gẫu, và cũng không bỏ được trò mua vé số đánh lô tô mong trúng thưởng. Gia đình con thì có kinh tế đủ sống, bố không phải lo về tuổi già nữa, không cần phải lao động. Mẹ con nhắc nhở bố thì bố nổi giận và hay nói tục. Vậy cho con hỏi lão cư sĩ Dự Âm, bố con làm những việc như trên vậy có chút công đức nào không ạ? Hàng ngày bố vẫn vào xem zoom tích cực đều đặn ạ, và nếu bố không sửa đổi được những tính xấu ấy thì có mất phần bản sanh không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Đúng là trong kinh Địa Tạng Phật nói hay quá. Ở tuệ tại cõi ta bà này, khởi tâm động niệm không có gì là không tạo nghiệp. Chư vị ơi, do ông đã từng thấy có những người đi chùa thường xuyên lắm, nhưng mà đi chùa thì cứ quỳ lại hỏi bác lễ cái gì đó, lấy làm sao mà cái kỳ số kỳ trúng số hôm nay tôi trúng 10 triệu, tôi thì cúng dường 2 triệu. Có một lần kia do mới vui 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 tính, nếu con mà con trong sao mà con trúng 10 triệu con cúng dường cho 9 triệu rưỡi, còn con lấy 500 ngàn thôi. Nếu mà Phật thấy lời thì rõ ràng là Phật cho con trúng chứ Phật không cho bác trúng đâu. Tại Phật cho bác trúng thì Phật chỉ có 8 triệu thôi, còn Phật cho con trúng là Phật có được tới 9 triệu rưỡi lận. Thưa với chư vị, chính vì ở tại cõi này cái tập khí của chúng ta khó bỏ lắm chư vị ơi, thèm trúng số là còn lòi lòi lên chút lòng tham đấy. Chư vị biết không, tu hành thì có phước nhưng mà tham thì thiếu phước. Tu hành thì có phước nhưng mà tham là chủng tử của ngạ quỷ. Mình sơ ý, tu mà còn tham thì cái chủng tử ngạ quỷ nó xui khiến cho mình đi tu. Có lần Hòa Thượng Tịnh Không Giá như thế này mà làm cho Doan thấy ngộ ra. Ngài nói tu thì làm thiện làm lành có phước, nhưng dại khờ thì biến thành súc sanh để hưởng phước. Ngài nói những câu mình thấy rõ ràng rợn tóc gáy. Nhân nào quả đó, mình tu hành, mình niệm Phật, mình cúng dường, mình giúp đỡ làm mình có phước, nhưng cái phước đó hưởng tại đâu? Hưởng ở đời sau phải không chứ vậy? Còn khi ngu si thì cái nhân ngu si là giúp cho mình đi vào con đường súc sanh. Ngài nói ở tại Âu Châu, tại Mỹ Châu, tức là Âu Tây đó, có những nhà giàu người ta nuôi con chó đến nỗi mà có gia tài riêng, có bác sĩ riêng, có luật sư riêng. Chính con chó đó đã điều khiển cả hàng trăm người phục vụ cho nó. Ngài nói nhiều khi chính mình mà hưởng chưa được cái phước báo bằng con chó đó, nhưng mà Ngài nói con chó vẫn là con chó. Tại sao con chó đó lại được hưởng cái phước lớn như vậy? Chính nó là một người đời trước đại tu chứ không phải tiểu tu, đại tu phước báu, mà vì thiếu minh mẫn đã rơi thành con chó. Mà con chó được tưng tiêu đến nỗi người giàu người có cũng phải lo làm, lo ăn, lo xây sự nghiệp, cũng nó không xây sự nghiệp gì cả, nó chỉ nằm quèo đó nó ngủ, mà nó ăn uống no nê không bao giờ sợ đói. Ngài nói những câu vô cùng như vậy thì xin chư vị
tu hành nhất định. Tham sân si chúng ta tìm cách đoạn đi chư vị ơi. Đừng để cái mầm tam độc này nó ứng trong tâm của mình, nó làm cho cái hiệu quả của đường tu của mình đi tới cái chỗ vô cùng thảm khốc, vô cùng thảm khốc. Tại sao Phật gọi tham sân si là chất độc? Tại vì chính cái này, một lần tham thì một chủng tử ngạ quỷ đi vào trong tâm. Nếu chúng ta sơ ý mà tham thì khi nằm xuống đất, cái chủng tử tham tự trong tâm mình ứng hiện ra, mà thường thường âm nó gọi là ứng hiện trong vô ký, ứng hiện trong vô thức, tức là tự động nó hiện ra. Ứng hiện ra thì nó đưa mình vào trong hàng ngạ quỷ. Cũng giống như một người ngủ si, tự nhiên đâu có phải là mình giải khởi gì mà ngũ sĩ, nhưng mà cái chúng tử tiêm nhiễm trong tâm của mình khi mình nằm xuống, tức là lúc lâm chung mình không còn kiểm soát được tâm ý của mình. Thần kinh của mình là yếu rồi, thân thể đã suy kiệt rồi, tất cả những cái âm thầm trong tâm tự động ứng hiện ra, ứng hiện ra ngay trong lúc đó. Một ý niệm tham lam ứng hiện ra, mình đi vào ngã quỷ, vào ngã quỷ hưởng phước, hưởng gì đấy? Thay vì phải đi lang thang thì mình không còn đi lang thang, mình biến thành ông gì? Ông thần tài, ông thần cây, ông thần núi, ông gì đó, đủ thứ hết trơn. Chư vị ơi, kinh khủng vô cùng, kinh khủng vô cùng. Đó là những cái đọa lạc chứ không có gì là hay ho cả. Mong chư vị hiểu được như vậy thì ba cái chất độc tham sân si tự mình phải cố gắng bỏ đi nhé. Đi chùa mà còn cầu cho con được trung số, tức là đi chùa là hình thức bên ngoài, còn mong trung số là cái nội dung bên trong. Điều quan trọng là lấy tâm mà suy, chứ không thấy lấy sự mà luận được. Chư vị ơi, nhớ cho kỹ nhé. Quyết định, tại sao nếu chúng ta tu, tại sao không cầu mong cho chúng sanh được trung số đi? Mình cầu mong cho mình đừng trung số làm chi, để cho chúng sanh được hướng đi. Tâm đây là tâm bao tái hư, lường chậu xa giới, vô tình. Những người mà muốn cho bao nhiêu người được sung sướng, chính họ hướng biết bao nhiêu phước đức. Mình hiểu được như vậy thì mong chư vị hãy ngộ lại con đường tu hành, quyết lòng đừng bao giờ nghĩ mình được trúng này trúng nọ, đừng cầu cho Phật cho mình trúng số này trúng trúng nọ. Không nên đâu ngang chư vị, cứ đem tất cả những công đức hồi hướng cho chúng sanh, nguyện cầu cho chúng sanh được hướng toàn bộ những cái phước đức đi, thì tự nhiên trong cái tâm này đã mở ra một cái luồng gọi là mưa luồng phước đức ùn ùn tới với mình. Tại vì chính mình có phước như vậy, mình phải đem cái phước đó mà trang trải cho chúng sanh, chứ còn mình cầu nguyện cho phước đức đối với mình thì đây là vì cá nhân mình. Vì cá nhân mình thì không Phật nào mà lại đi theo cái nguyện tham lam của mình mà giúp cho mình được. Vậy đâu nghe chư vị, mong chư vị nghe những lời này mà tỉnh ngộ, quyết lòng vì đạo nghĩa mà chúng ta làm đạo, tự nhiên phước đức sẽ vô lượng nghe chư vị. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của thầy Thích Hạnh Phú và lão cư sĩ Diệu Âm.